Bạch Thế Tôn trong giáo pháp thâm sâu của Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa này, việc chuyển xe pháp hoàn toàn bất khả đắc. Vì sao? Vì trong ấy không có pháp để hiện rõ, không có pháp để chỉ bày, không có pháp để chứng đắc, không có pháp lưu truyền, không có pháp hoàn diệt. Vì sao? Vì tất cả pháp rốt ráo không sanh cũng không diệt, vì không sanh diệt nên không lưu truyền, không hoàn diệt. Bấy giờ Thế Tôn bảo Thiện Hiện: Đúng vậy, đúng vậy. Vì sao? Vì chẳng phải trong pháp không vô tướng vô nguyện có thể có pháp lưu truyền và pháp hoàn diệt. Vì tánh của pháp lưu truyền và hoàn diệt bất khả đắc. Nếu thường tuyên thuyết khai thị như vậy thì gọi là sự thuyết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn thanh tịnh. Trong đây hoàn toàn không có người nói, người nhận, pháp được nói và pháp lãnh thọ. Đã không có người nói, người nhận và người có thể chứng được các pháp cũng bất khả đắc. Vì không có người chứng, cũng không có người chứng đắc niết bàn, cũng không có người thuyết pháp làm phước điền. Vì phước điền không có nên tánh phước điền cũng không có. Sự biểu thị danh ngôn đều bất khả đắc nên gọi là Ba La Mật Đa rộng lớn. Bấy giờ Thiện Hiện bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chính là Ba La Mật Đa vô biên, vì như hư không không bờ bến. Đây là Ba La Mật Đa không gì sánh bằng, vì tất cả pháp đều bất khả đắc. Đây là Ba La Mật Đa viễn ly, vì rốt ráo không. Đây là Ba La Mật Đa khó chinh phục, vì tánh tướng của các pháp bất khả đắc. Đây là Ba La Mật Đa không để dấu vết, vì không qua không lại, không hình thể. Đây là Ba La Mật Đa vô tánh, vì không qua không lại. Đây là Ba La Mật Đa vô hành, vì tất cả pháp không thể chuyển động. Đây là Ba La Mật Đa vô đoạt, vì tất cả pháp không thể giữ lấy. Đây là Ba La Mật Đa vô tận cùng với pháp vô tận tương ưng. Đây là Ba La Mật Đa vô sanh, vì tất cả pháp không thể sanh. Đây là Ba La Mật Đa vô tác, vì các tác giả đều bất khả đắc. Đây là Ba La Mật Đa vô tri, vì không có sự biết đối với tất cả pháp. Đây là Ba La Mật Đa vô kiến, vì không có sự thấy đối với tất cả pháp. Đây là Ba La Mật Đa vô truyền, vì những kẻ sống chết đều bất khả đắc. Đây là Ba La Mật Đa vô hoại, vì khoảng trước, sau và giữa đều bất khả đắc. Đây là Ba La Mật Đa như huyễn, vì các pháp không sanh, không biểu thị được. Đây là Ba La Mật Đa như mộng, vì tánh các ý thức bình đẳng. Đây là Ba La Mật Đa không tạp nhiễm, vì tham sân si không tự tánh. Đây là Ba La Mật Đa vô sở đắc, vì chỗ nương tựa bất khả đắc. Đây là Ba La Mật Đa không hỷ luận, vì tất cả pháp vượt khỏi sự nghĩ bàn. Đây là Ba La Mật Đa vô tư lự, vì tất cả pháp không dao động. Đây là Ba La Mật Đa không chuyển động, vì trụ vào pháp giới. Đây là Ba La Mật Đa lìa nhiễm, vì tất cả pháp chẳng hư vọng. Đây là Ba La Mật Đa vô đằng khởi, vì tất cả pháp không có sự phân biệt. Đây là Ba La Mật Đa tịch tĩnh, vì tất cả pháp tướng đều bất khả đắc. Đây là Ba La Mật Đa không lầm lỗi, vì tu các công đức để đến bờ kia. Đây là Ba La Mật Đa không hữu tình, vì chứng thực tế. Đây là Ba La Mật Đa vô đoạn, vì tất cả pháp vô đằng khởi. Đây là Ba La Mật Đa như thật, vì không phân biệt. Đây là Ba La Mật Đa nhị biên, vì không chấp trước tất cả pháp. Đây là Ba La Mật Đa không tạp hoại, vì tất cả pháp chẳng hòa hợp. Đây là Ba La Mật Đa không chấp thủ, vì vượt qua địa vị thanh văn độc giác. Đây là Ba La Mật Đa không tầm tứ, vì đạt đến tánh bình đẳng của pháp tầm tứ. Đây là Ba La Mật Đa vô lượng, vì vô lượng pháp. Đây là Ba La Mật Đa vô khởi, vì lìa ngã pháp. Đây là Ba La Mật Đa không phân biệt, vì tánh các sự phân biệt bình đẳng. Đây là Ba La Mật Đa bất khả đắc, vì đạt đến tánh chân thật của tất cả pháp. Đây là Ba La Mật Đa vô trước, vì không chấp trước tất cả pháp. Đây là Ba La Mật Đa không nương tựa, vì không chỗ nương tựa. Đây là Ba La Mật Đa chẳng sanh, vì tất cả pháp đều không sanh. Đây là Ba La Mật Đa vô thường, vì tất cả pháp thường không có tánh. Đây là Ba La Mật Đa khổ, vì làm bức bách tánh bình đẳng. Đây là Ba La Mật Đa vô ngã, vì đối với tất cả pháp không có sự chấp trước. Đây là Ba La Mật Đa không, vì tất cả pháp bất khả đắc. Đây là Ba La Mật Đa vô tướng, vì lìa các tướng của tất cả pháp. Đây là Ba La Mật Đa vô nguyện, vì không sự thành tựu. Đây là Ba La Mật Đa sức lực, vì không chịu khuất phục tất cả pháp. Đây là Ba La Mật Đa vô lượng Phật pháp, vì quá số lượng.
Đây là Ba La Mật Đa Bốn Vô Úy, vì nơi tâm rốt ráo không có sự sợ hãi. Đây vì Ba La Mật Đa Chân Như, vì tánh của tất cả pháp này không có biến đổi. Đây là Ba La Mật Đa Tự Nhiên, vì tất cả pháp không có tự tánh. Đây là Ba La Mật Đa Trí Nhất Thiết Trí, vì biết tất cả pháp không tự tánh. Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói.